bữa giờ khách hỏi xe hai cầu giá trên dưới 50-60 triệu mới về được con hai cầu, cầu số 5 tấn. Có nhít đấy. Sầu mới, hai cái lốp sầu mới tinh luôn. Dài 3m25, rộng lòng thùng là 1m2, cục bì là 1m8. Có bửng đầu đầy đủ hết nhá. Đèn sau có luôn. Này mới đóng cái móc sau này mới được hơn 5. Đây là U10, U10 không? Ốp hộp nhá, ốp đôi. Là ngang đầu U10 đây, U15 này. Đi dày U10 ốp hộp lên đó trước. Đây để chân đi. Tôi xin thắng 5 tấn này. Còn số 5 tấn hết chứ. Xe đi đường cấp 1-2 đi đồng và đường tuyệt đối luôn. Mỗi nhìn đài tô giáo thì sẽ mười 9 triệu tại sân đầu năm nhé. Hai cầu về với khách đã kết cùng một Nga Đắk Lắk. Hai cầu cầu số 5 tấn đẹp như này giá 5 mấy triệu chờ tới cửa mà nhiều bác vào còn trả 50-52 triệu nhưng không biết các bác mua xe kiểu gì. Xe cùng mộng đẹp như này. Lốp dép cả dàn. Vào đi, vào thẳng đi. Đầu năm nhà mình ai cần tay chính giải quyết công việc hoặc cần mua xe về sử dụng công việc thì alo em nhé. Xe tới cửa. Ok.